Từ khi Internet bắt đầu bùng nổ, thế giới đã có những thay đổi nhanh đến chóng mặt. Ngày nay, chúng ta có thể kiếm tiền mà không cần phải bước ra khỏi nhà. Chỉ cần một chiếc máy tính có kết nối mạng Internet là ta có thể bắt đầu kiếm tiền một cách thụ động. Với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại và mạng Internet, một mình bạn có thể thách thức cả thế giới. Đó chính là thông điệp chính được truyền tải trong cuốn sách Khởi nghiệp 4.0 mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ngày hôm nay. Trước tiên, xin chia sẻ một chút về tác giả. Dori Clark là nhà tư vấn chiến lược marketing, cựu phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử tổng thống, người viết bài thường xuyên cho các tạp chí Harvard Business Review, Forbes, Entrepreneur và là blog của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Cô được đánh giá là chuyên gia phát triển thương hiệu và là người phát ngôn cho các đối tác như Google, Microsoft, Đại học Yale, Fidelity và Ngân hàng Thế giới. Dori Clark với kinh nghiệm của mình đã đưa đến cho bạn một bản hướng dẫn tổng quan cách tự khởi nghiệp thông qua việc kết hợp các công cụ kinh doanh truyền thống và hiện đại. Ban đầu, bạn có thể chỉ làm vì sở thích như đăng tải video trên YouTube, tạo lập và chia sẻ các blog, podcast. Nhưng lâu dài, bạn có thể sẽ nhận được vô số lời mời đến diễn thuyết với mức thủ lao có thể lên đến hàng nghìn đô. Tôi có thể nói rằng cuốn sách Khởi nghiệp 4.0 đã đem đến một cuộc cách tân về tư duy kinh doanh trong thời đại mới. Nội dung cuốn sách được tác giả phân tích theo 3 phần với sự hệ thống khoa học để bạn có thể dễ dàng tiếp thu, bao gồm Phần 1. Hướng dẫn bạn xây dựng thương hiệu cá nhân, bao gồm 2 chương. Chương 1. Cơ hội kinh doanh. Chương 2. Tạo dựng niềm tin. Dori Clark sẽ giải thích cho bạn vì sao chúng ta cần tận dụng thế giới trực tuyến để đa dạng hóa nguồn thu nhập của mình và có một danh sách các công việc có thể đem lại lợi nhuận cho mình. Cô đào sâu vấn đề tại sao và làm thế nào để bạn có thể tạo dựng thương hiệu, làm sao để mọi người có thể nhận ra bạn trong thị trường bão hòa như hiện nay. Tiếp theo là phần 2, chia sẻ cho bạn cách để kinh doanh sinh lời bằng chuyên môn của bạn với 6 chương. Cụ thể, như làm thế nào để bạn có được động lực kinh doanh sinh lời, hay làm thế nào để trở thành người huấn luyện kinh doanh hoặc nhà tư vấn, hay làm thế nào để xây dựng một bài diễn thuyết, hay làm thế nào để xây dựng lượng người theo dõi bằng việc làm podcast, hay làm thế nào để phát triển lượng khán giả hoặc việc tạo blog và vlog, hay làm thế nào để kết nối với khán giả của bạn, mang đến cho họ những trải nghiệm giá trị và ý nghĩa, đồng thời giúp bạn sinh lời. Đây là phần mà cô chia sẻ rất là chi tiết và vô cùng giá trị. Tiếp theo là phần 3, mở rộng phạm vi và tầm ảnh hưởng trên mạng. Trong phần này, cô sẽ chia sẻ làm thế nào để tận dụng nền tảng của bạn bằng các khóa học trực tuyến. Cô cũng chia sẻ cách để sáng tạo sản phẩm số và tạo cộng đồng trực tuyến, cũng như cô sẽ chia sẻ cách tận dụng sở hữu trí tuệ, marketing liên kết và liên doanh. Và cuối cùng là chương 12, vô cùng đặc biệt và quan trọng, đó là chia sẻ làm thế nào để sống một cuộc sống như bạn mong muốn. Mọi doanh nhân đều muốn kinh doanh sinh lời từ công việc của họ, nhưng với nhiều người, tiền là vấn đề thứ yếu. Mục đích thật sự của họ là sự tự do để sống cuộc sống mình muốn, làm việc mình yêu thích và sắp xếp thời gian cho những thứ quan trọng của bản thân. Bạn thấy đấy, ở thời điểm hiện tại, khi dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thì việc tìm kiếm và tận dụng sức mạnh của Internet để khởi nghiệp với chi phí thấp và bằng chính kỹ năng chuyên môn của bạn là một cơ hội bạn cần nắm bắt ngay. Cuốn sách Khởi nghiệp 4.0 này chính là bản hướng dẫn mà bạn đang tìm kiếm. Hãy tìm đọc và bắt tay vào làm nhé. Chúc bạn sẽ khởi nghiệp thành công. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, subscribe kênh, nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.